Hành Nguyễn chào các bác nhá. Trước mắt quý vị và các bạn, đó là một cặp loa rất xinh xắn và nổi tiếng đến từ thương hiệu BMB và có model là CSB5000C. Đây là một dòng loa chính hãng do công ty BMB sản xuất. Dòng loa này là dòng loa thiết kế đứng, sử dụng bát 30 gân lụa tẩm dầu từ 18 họng 76, chiếc kèn titan từ 14 họng 44. Một dòng loa có thể nói là nhiều người mơ ước, và mới đầu nó có cái giá xuất xưởng có thể nói cực cao, cực kỷ lục luôn, đó là 63 triệu. Với mức giá 63 triệu thì theo em nghĩ có rất ít người dám chơi, khẳng định là dám chơi đôi loa như này. Nhưng sau một thời gian, công ty BMB đã quyết định thanh lý 700 đôi loa BMB có model là CSB5000C, thì có nhiều bác đã có cơ hội được sở hữu nó. Thì hiện tại bây giờ tại kho nhà em còn 6 đôi duy nhất nữa là loa BMB có model là CSB5000C với giá thanh lý cực kỳ thấp, và sẽ đẩy hết lô này đi, không bán nữa. Và đôi loa này có giá là 15.500.000 đồng bác nhá. Cũng trong clip này, Thanh Nguyễn xin được rất vui mừng được test cho bác Nguyễn Hồng Ân ở Đồng Nai, và bác đã đặt cọc cho anh Nguyễn là 500.000 trong tài khoản. Đây chính là cái số tiền mà bác đã chuyển cho hai anh Nguyễn và Nguyễn Hồng Ân. Qua một thời nghiên cứu thì bác thấy dòng loa BB vẫn là một dòng loa chất lượng. Chất lượng đây kể cả về hình thức, về chất âm, độ bền và độ hay của nó. Thì dòng loa này là dòng loa em nhập khẩu về, nó còn nguyên thùng, nguyên hộp, nguyên đai, nguyên series như này. Mà thùng nó rất chắc chắn bác nhá, được đóng hai lớp luôn. Bác có thể cùng em trải nghiệm cái dòng loa nó chất lượng như nào. Đây, rất là dày. Bên trong là hai miếng xốp mà có hẳn táp lô hướng dẫn tất cả các thông tin, ví dụ như táp tuyến của loa nó như thế nào. Bác phải xem đây, đây là cái táp lô. Và mỗi một quả loa này thì nó sẽ kèm đi một phong thư, đó là mã series của nhà sản xuất. Chiếc loa nhất em để sẵn rồi, đây là phong thư của chiếc loa thứ nhất. Cái này là có model như sau, là 3110028. Thì các bác thể xem ở đây, 3110028, đó là chiếc loa thứ nhất. Và chiếc loa thứ hai có model là 3110964, trùng khớp gì đó nhá. Một dòng loa mới tinh, và em xin thông báo bác cái dòng loa này không thể nào làm nhái được. Lý do nó sử dụng cái sơn thuộc về sơn tĩnh điện công nghệ cao, do vậy không một cơ sở nào tại Việt Nam hoặc tại Trung Quốc có thể nhái được cái dòng loa này. Đây em xin khẳng định, trừ công ty lớn, công ty BB họ mới có những phương thức, có những cái công thức để chế tạo cũng như là để sơn cái loa này. Đấy, dòng loa này là dòng loa thùng của nó gỗ ép, và sơn nó là sơn bóng liễng và hơi vẩy một chút sần. Bạn nhìn tinh nhá, không thể nào nhái và làm giả được. Đây là căng của nó rất là đẹp, cái này có thể quay được không nhá, quay nếu mà treo ngang hoặc treo đứng, và giữa là sóng lưng, trước là ê căng bằng sắt mạ và sơn tĩnh điện rất là đẹp. Dòng loa này nói về chất âm nó thì quá tuyệt vời rồi, bắt đánh sâu, đánh ngực, đánh mềm, không có đuôi ở phần bass thấp, tép đánh sáng, đánh đẩy, nghe nhạc rất là du dương, ấm áp và thanh thoát, chặt chẽ, hát karaoke thì bay hút và ngọt lịm. Bây giờ em sẽ mở cho các bác nghe một đoạn nhạc không lời, bác nghe sau đó em mở một đoạn nhạc bolero, và có thể cho bác nghe một đoạn nhạc sức mạnh để thể hiện đủ ba chất của dòng loa này nó như thế nào. Một bản là và em xin thông báo bác, đây em sẽ đúng một cục đẩy nhá, đánh một cục đẩy thô luôn từ chiếc máy tính và một đôi loa không có cái gì can thiệp. Đấy, xin báo cáo bác vậy. Và em dùng một cục đẩy BOCG AC4850, nó sẽ chơi cực hay với những dòng loa như này hoặc các dòng loa khác. Hãy đến mời các bác. We'll be right back.
bác nghe tiếng tép đánh rất sáng và lẩy, tiếng trống đánh cứ thình thình, rất là sướng, rất cảm xúc khi mà nghe nhạc. Một bản nhạc bolero, bác phải nghe nó chất âm nó như thế nào. Đấy. Đấy, click. Đây em đánh mũi đẩy không thôi nhá. Âm thanh rất thông thường luôn. Thế là mới đẩy này hay lắm. Đẩy click. Dưới trăng sao trả lại em con đường yên bóng mát của ngày nào, trả lại em anh đèn công viên đó dưới mưa bay, những đêm chủ nhật nghe vô cùng của cỏ dày. Tuyệt vời các bạn nhé, quá tuyệt vời. Một bản bát thể hiện đẳng cấp, độ sâu, độ uy lực của dòng loa này nó sẽ mạnh như thế nào. Đánh tích cực luôn nhé. Đây là cơ hội cuối cùng cho các bác là những người đam mê và yêu quý dòng loa BMB có một đen set B50C. Đây là phiên bản cao nhất của dòng loa BMB. Hiện tại trong kho em còn có 6 đôi là hết nhé, và vĩnh viễn không bao giờ các bác nhìn thấy dòng loa BMB có một đen là set B50C này ở tại thị trường Việt Nam nữa. Các bác nhanh tay hãy lại với em theo số điện thoại 0936 583 110. Bà em trước khi dừng video, em xin cảm ơn bác Nguyễn Hồng Ân ở Đồng Nai đã sở hữu được cho mình một cặp loa đúng theo ý của mình. Và chúc bác thành công và thỏa sức đam mê khi mà được hát ca cũng như nghe nhạc từ đôi loa BMB CSB 5000C, model cao nhất hiện nay. Hãy Nguyễn chào các bác ạ.